Chúng tôi đang quay trở lại với quý vị với phần thông tin về thị trường Việt Nam. Theo dự thảo thông tư quy định mức thu của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay của không phận Việt Nam thì sẽ có hàng chục mức phí phân theo các nhóm và theo trọng tải tối đa của mỗi chuyến bay. Theo dự thảo, những chuyến bay thường lệ sẽ có 8 mức phí tính theo trọng tải cất cánh tối đa và theo hai nhóm cự ly. Theo đó, mức thấp nhất là 115 đô la Mỹ một chuyến bay và cao nhất là 520 đô la Mỹ một chuyến bay. Phí đối với những chuyến bay thường lệ qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý cũng được chia theo các mức tương ứng, thấp nhất là 61 đô la Mỹ một chuyến, cao nhất là 247 đô la Mỹ một chuyến. Đối với những chuyến bay không thường lệ, mức phí sẽ bằng 120% mức thu đối với những chuyến thường lệ. Theo dự thảo trên, phí bay qua không phận Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thu và nộp 100% cho ngân sách nhà nước. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì tính đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn mà thành phố đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 29.000 tỷ đồng. Số tiền trên để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi đầu tư xây dựng 1/3 hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và trả các khoản lãi vay. Với số tiền đầu tư này, hiện tiền lãi vay thương mại phát sinh khoảng 2,9 tỷ đồng một ngày, gây áp lực trả nợ gốc và lãi vay rất lớn với thành phố trong năm nay và năm sau. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nhu cầu bức thiết là thu hút nhanh các nhà đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm để có nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm sử dụng trả một phần nợ vay, giảm bớt số lãi phát sinh hàng ngày. Thời gian qua, dù thành phố tích cực kêu gọi đầu tư, nhưng đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa được như kỳ vọng do thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính. Hiện vẫn chỉ có cầu Thủ Thiêm 1, hàm vượt sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ là những công trình hạ tầng kỹ thuật duy nhất kết nối khu đô thị này với trung tâm hiện hữu của thành phố. Hôm qua ngày 10 tháng 9, thì Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Hiệp hội Du lịch Quốc tế Tiểu vùng sông Mekong vinh danh là di sản hữu hình xuất sắc nhất năm 2015. Phong Nha - Kẻ Bàng là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Quốc tế Mekong do Hiệp hội Du lịch Quốc tế Tiểu vùng sông Mekong tổ chức. Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, cũng như những giá trị địa chất, hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Hiện đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Trong đó, động Phong Nha Tiên Sơn, hang Sơn Đòn, động Thiên Đường, hang Tối là những địa chỉ quen thuộc mà các du khách ưa chuộng khám phá mạo hiểm đặc biệt hướng đến. Sản phẩm du lịch tại di sản thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng phong phú với các hoạt động như tắm bùn, khám phá hang Tối, v.v. Nhằm tìm cách thúc đẩy sử dụng sản phẩm Việt Nam trong chuỗi các nhà nghỉ, khách sạn, sáng nay Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam tại các khách sạn. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Thành phố Hồ Chí Minh 2015. Theo đánh giá của đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, xu hướng sử dụng hàng Việt Nam tại các cơ sở lưu trú, bao gồm cả cơ sở vật chất và các sản phẩm thương mại đang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Hiệp hội Khách sạn tại Việt Nam cho biết, tỷ lệ này chủ yếu tập trung ở nhóm nhà nghỉ, khách sạn từ 2 sao trở xuống. Riêng với nhóm khách sạn từ 3 sao trở lên, đa phần doanh nghiệp vẫn sử dụng các sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh lý do sản phẩm nội địa không đạt tiêu chuẩn, nhiều chuỗi khách sạn quốc tế còn bắt buộc phải sử dụng hàng nhập khẩu để đảm bảo yếu tố đồng bộ. Có một số sản phẩm nhất định thì mình phải sử dụng hàng của tập đoàn. Tôi lấy ví dụ như là tất cả những hóa chất vệ sinh thì phải sử dụng hàng của Ecolab. Vì tại sao như vậy? Vì nó đạt yêu cầu vệ sinh mà an toàn thực phẩm của tập đoàn quy định. Hoặc là những cái sản phẩm ví dụ như chăn ra gối đệm thì phải sử dụng những cái sản phẩm mà đã được tập đoàn Marriott đồng ý để mà sử dụng. Như vậy làm sao như vậy? Tại vì bảo đảm được cái tính chất cao cấp của một khách sạn 5 sao. Và đó chính là một cái rào cản để cho những cái người Việt Nam muốn sử dụng hàng Việt Nam để bước vào, để gia nhập vào những cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao của tập đoàn mà nó quản lý. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, tính đến hết năm 2014, Việt Nam có hơn 18.600 cơ sở lưu trú với khoảng 355.000 buồng. Trong số này, có khoảng 5.000 khách sạn từ 1 đến 2 sao và 700 khách sạn từ 3 sao trở lên. Còn lại là các nhà nghỉ, khách sạn đạt chuẩn địa phương nhưng không đăng ký xếp hạng. Một thông tin tiếp về ngành du lịch, thưa quý vị. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì sau 13 tháng sụt giảm liên tiếp thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong 2 tháng gần đây. Đâu là nguyên nhân của cú lội ngược dòng này và liệu đà tăng trưởng này có tiếp tục trong những tháng cuối năm hay không? Chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với ông Hà Văn Siêu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Thành phố Hồ Chí Minh 2015. Thưa ông, đầu tiên cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Khi nói về lượng khách quốc tế đến Việt Nam thì ta có thể thấy là sau 13 tháng suy giảm liên tục thì trong 2 tháng trở lại đây thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng trở lại so với cùng kỳ năm trước.
Thì với góc độ là một nhà quản lý thì ông đánh giá là cái sự tăng trưởng trở lại này xuất phát từ những yếu tố nào ạ? Đây là một cái dấu hiệu tích cực, khẳng định một cái sự chuyển hướng và phục hồi của lượng khách quốc tế đến Việt Nam sau nhiều tháng suy giảm liên tiếp. Có thể nói đây là một cái kết quả ban đầu của những cái cố gắng nỗ lực của chính phủ trong cái thời gian vừa qua, đã ban hành rất kịp thời những cái chính sách, những cái giải pháp mà đúng và trúng, đặc biệt là những cái chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tháng 5 miễn thị thực đơn phương cho các cái công dân như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Belarus, khắc phục những cái yếu kém như về chèo kéo ép giá, đảm bảo an ninh an toàn, văn minh ứng xử đối với du khách, là vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì những cái vấn đề này nó, một mặt nó sẽ làm cho một cái điểm đến Việt Nam ngày càng thân thiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn. Mặt khác thì những cái cố gắng nỗ lực của nhà nước về thúc đẩy công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài, hội chợ du lịch quốc tế VITM tháng 4 tại Hà Nội và hội chợ du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 2015 là những cái cố gắng của chính phủ cũng như là của các cái doanh nghiệp, các địa phương đã không ngừng gọi là sáng tạo cũng như là tìm kiếm những cái biện pháp để tăng cường thu hút khách. Tuy nhiên nếu nhìn vào cái bối cảnh trong khu vực thì ta có thể thấy là những cái quốc gia mạnh về du lịch như là Hàn Quốc hay là Thái Lan trong những cái tháng gần đây họ cũng gặp nhiều cái vấn đề do cái sự bất ổn. Thì đây có phải là một trong những cái yếu tố khiến cho lượng khách quốc tế đến Việt Nam đông hơn không thưa ông? Khi mà Hàn Quốc thì chịu tác động mạnh của dịch bệnh MERS-CoV, Thái Lan thì có những cái bất ổn về an toàn, về ví dụ ném bom ở Bangkok. Thì đây cũng là những cái hiện tượng mà tạo ra những cái dòng thay đổi trong các cái dòng khách. Thế và Việt Nam ngày càng trở thành một những cái điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, thì những cái dòng khách ở các đến các cái khu vực trên thế giới, đặc biệt là những cái điểm đến các quốc gia khu vực, thì có thể là người ta chuyển sang đi đến Việt Nam sẽ là một cái điểm đến thân thiết hơn. Cũng liên quan đến cái số liệu thống kê về cái thị trường khách quốc tế trong những tháng vừa qua thì tôi có thể thấy là cái lượng khách từ Trung Quốc là một trong những cái thị trường bị ảnh hưởng rất là nặng từ cuối năm 2014 đến nay. Tuy nhiên là đến tháng 8 vừa rồi đã có cái sự tăng trưởng trở lại khá ấn tượng. Thì cái theo ông đánh giá như thế nào về cái sự tăng trưởng này? Trung Quốc là một cái thị trường rất là quan trọng đối với du lịch Việt Nam. Thì sau cái sự kiện Biển Đông tháng 5 2014 thì lượng khách Trung Quốc suy giảm rất mạnh. Thế và những tháng gần đây thì đã có cái tăng trở lại của họ. Và cái lượng khách Trung Quốc đi bằng giấy thông hành qua biên giới Lào Cai, Lạng Sơn và Móng Cái cũng giảm. Thế và thay bằng lượng khách Trung Quốc tăng thì là những khách bằng đi bằng đường hàng không, thì là những khách cao cấp thì đây là cái một cái phân khúc thị trường mà chúng ta đáng quan tâm để mà làm sao đáp ứng cái nhu cầu tốt hơn cho cái khách Trung Quốc cao cấp đi bằng đường không, đặc biệt là các cái chuyến bay charter đến các cái điểm du lịch của Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Và quý vị vừa đến với những hình ảnh về đất nước Malaysia xinh đẹp dưới góc nhìn mới lạ của kỹ thuật time-lapse, một kỹ thuật cho tua nhanh hình ảnh thường sử dụng để tạo hiệu ứng hình ảnh độc đáo và ấn tượng về thời gian.
và quay trở lại với bản tin. Thưa quý vị, thị trường Việt Nam vừa đón thêm một sự góp mặt của một thương hiệu smartphone mới, đó chính là thương hiệu Obi World Phone, thương hiệu do cựu CEO của Apple, ông John Sculley, làm đồng sáng lập. Điều đặc biệt hơn là vào hôm 9 tháng 9 vừa qua thì đích thân của ông John Sculley đã đến Việt Nam để giới thiệu hai mẫu điện thoại mới của thương hiệu này, đó chính là SF1 và SJ1.5. Obi World Phone là thương hiệu smartphone của Mỹ do John Sculley, cựu CEO của Apple, đồng sáng lập. Bên cạnh đó còn có sự hợp tác của Robert Runner, nhà sáng lập Ammunition, công ty thiết kế danh tiếng có trụ sở tại San Francisco. Không lâu sau khi ra mắt tại Mỹ, bộ đôi sản phẩm mới nhất của Obi World Phone là SF1 và SJ1.5 đã được chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là thị trường thứ hai trên thế giới bộ đôi sản phẩm này được giới thiệu đến công chúng. Trong đó, Obi World Phone SF1 là mẫu smartphone 4G LTE với màn hình nổi 5 inch Corning Gorilla Glass 4 với khung thân được làm bằng sợi thủy tinh, máy chạy hệ điều hành Android 5.0, chip Qualcomm Snapdragon 615, camera 13 megapixel, pin 3000 mAh, gồm hai phiên bản là phiên bản RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Còn Obi World Phone SJ1.5 là dòng điện thoại thông minh 3G hỗ trợ 2 SIM với màn hình làm từ thủy tinh uốn cong 2.5D, máy trang bị bộ vi xử lý MT6580 Quad Core MediaTek và bộ nhớ trong 16GB. Chúng tôi không có ý định lấy bớt đi thị phần của bất kỳ ai, mà chúng tôi đang cố gắng mở rộng thị trường ra. Vì vậy, chúng tôi mới tạo ra Obi World Phone với sự độc đáo của riêng nó, từ công nghệ đến thiết kế, đáp ứng những nhu cầu của thị trường, đặc biệt là với khả năng chơi nhạc và video tốt. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể mở rộng được dung lượng của thị trường. Tôi nghĩ bất chấp thị trường Việt Nam đang có rất nhiều sản phẩm và thương hiệu smartphone, nhưng vẫn có cơ hội dành cho một thương hiệu đến từ thung lũng Silicon của Mỹ. Tại Việt Nam, Obi World Phone SF1 và SJ1.5 sẽ được chính thức bán ra vào tháng sau. Bước vào tháng tựu trường thì các chương trình khuyến mãi dành cho nhóm hàng công nghệ, đặc biệt là điện thoại, laptop và phụ kiện đang diễn ra rất sôi nổi nhằm thu hút nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Ghi nhận của chúng tôi tại hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim thì nhiều sản phẩm đang có mức giảm đến 50%. Không những thế thì hàng loạt các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng cũng đang được hệ thống này tăng cường ưu đãi nhân sự kiện tuần lễ vàng Nguyễn Kim 2015. Diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 18 tháng 9 2015, Nguyễn Kim và các tập đoàn điện tử đang cùng nhau phối hợp triển khai chương trình tuần lễ vàng Nguyễn Kim 2015 với hàng loạt ưu đãi về giá và dịch vụ cho các sản phẩm được phân phối tại hệ thống Nguyễn Kim trên cả nước. Về giá, chương trình áp dụng chính sách ưu đãi vàng bao gồm giảm giá bán trực tiếp trên sản phẩm cùng cơ hội nhận quà đính kèm. Trong tuần lễ vàng còn diễn ra hội chợ giảm giá hàng công nghệ với các mức giảm từ 20%, 30% và lên đến 50%. Đặc biệt, các mặt hàng laptop, smartphone và phụ kiện đang có mức giảm khá sâu nhân mùa tựu trường của học sinh sinh viên. Về dịch vụ, tuần lễ vàng Nguyễn Kim triển khai dịch vụ chăm sóc vàng, giao hàng miễn phí tại hơn 45 tỉnh thành trên cả nước và chăm sóc trọn đời sản phẩm. Riêng về thanh toán, khách hàng được giảm thêm 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ Mastercard, giảm đến 10% khi giao dịch trực tuyến tại nguyenkim.com bằng thẻ Mastercard vào thứ 6 hàng tuần, trả góp lãi suất 0% đến 12 tháng từ ngân hàng ANZ, Vietinbank, Sacombank, Citibank, Shinhanbank. Riêng 1.500 khách hàng mua sắm đầu tiên trong ngày khai mạc hôm nay, 11 tháng 9, sẽ được tặng thêm 1.500 nồi đa năng Golden. Vừa qua, tạp chí bán lẻ châu Á Retail Asia Publishing và tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor đã công bố danh sách top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2015. Theo đó, năm nay, Nguyễn Kim năm thứ 9 liên tiếp lọt vào top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, top 3 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đương kim vô địch thế giới môn bóng bầu dục All Black đã rời khỏi New Zealand và hướng đến Anh để chuẩn bị cho trận bảo vệ danh hiệu vô địch sắp tới vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua. Các fan hâm mộ đã chờ đón để cổ vũ đội bóng của mình lên đường tại cửa sân bay rất nồng nhiệt. Thậm chí có một người khuyết tật đã ngồi trên xe chờ đến 5 tiếng đồng hồ để được gặp đội bóng yêu thích. Huấn luyện viên Steve Hansen đã bắt đầu lên kế hoạch thay đổi tổng quát cả về chiến thuật lẫn nhân sự bắt đầu từ năm 2011 sau khi ông nhận thấy tình trạng đội bóng hiện đang có dấu hiệu xuống dốc và không phù hợp với các giải đấu trong tương lai. Vận động viên điền kinh người Mỹ Justin Gatlin đã trả lời với báo chí rằng anh đang rất tự tin mình sẽ đánh bại được huyền thoại vô địch điền kinh thế giới Usain Bolt trong mùa giải Olympic 2016 sắp tới tại Rio de Janeiro. Gatlin đã giữ danh hiệu bất bại trong cự ly 100-200m cho đến khi anh đụng độ với Bolt tại Bắc Kinh trong năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, Gatlin đã từng dính phết và bị cấm thi đấu vì sử dụng doping trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, anh chưa có ý định nghỉ hưu và bày tỏ mong muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu với vị trí là vận động viên chạy nước rút hàng đầu quốc gia.
Bộ trưởng Thể thao Nga Vitali Mutko đã trả lời trong buổi họp báo vừa qua về nạn phân biệt chủng tộc bị tố giác trong làng bóng đá ở Nga. Ông cho biết đây là vấn nạn chung xảy ra trên toàn thế giới, tuy nhiên ông khẳng định ở Nga chưa có bất kỳ vụ việc nào nghiêm trọng liên quan đến vấn đề trên. Giám đốc tổ chức của FIFA, ông Colin Smith cũng đã khẳng định phía các cơ quan quản lý sẽ không có bất kỳ hành động bao che hay nhân nhượng nào cho việc phân biệt chủng tộc của bất cứ câu lạc bộ thành viên nào nếu bị phát hiện. Tổng thống Vladimir Putin muốn nhân mùa giải World Cup 2018 để giới thiệu Nga là một đất nước hiện đại và hy vọng sẽ không còn bị dư luận thế giới phản ánh về các vụ việc phân biệt chủng tộc cũng như kỳ thị người đồng tính vốn bị lên án từ lâu ở Nga. Tay đua Sebastian Ogier của đội Volkswagen Polo R, người được dự đoán sẽ tiếp tục giành danh hiệu vô địch thế giới thứ 3 liên tiếp của mình tại mùa giải tổ chức ở Cup Harbour nước Úc năm nay, đã có một pha cua dốc nguy hiểm tại Hainanbridge khi chiếc xe của anh bị chệch hướng và phải chạy bằng hai bánh. Bằng kinh nghiệm thi đấu dày dặn của mình, anh đã ứng biến và kiểm soát chiếc xe không bị lật để tiếp tục cuộc đua. Cũng xuất hiện lần đầu tiên trong giải đua này là tay đua người Úc Scott Bader với niềm tin sẽ mang lại chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại sân nhà. Xin mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để đến với phần tin thế giới tiếp sau đây. Kinh tế Brazil thêm áp lực sau khi bị S&P hạ xếp hạng tín nhiệm.